Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại buổi soi cầu miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog. Mình sẽ thống kê lại đài miền Nam trên kênh Chí Thanh Vlog của mình như sau. Thì ngày 23 tháng 3 thì Lộc đã về đối với kênh Chí Thanh Vlog của mình. Trên kênh Chí Thanh Vlog là một kênh chuyên dự đoán kết quả xổ số miền Nam và miền Bắc chính xác nhất hiện nay. Lộc thì đài Đồng Nai thì mình dự đoán con số là 01 và thật may mắn khi trúng được một lô. Đài Cần Thơ thì mình dự đoán con số 14 và thật may mắn khi trúng được một lô đó các bạn ạ. Trong khi đó đài Sóc Trăng thì mình dự đoán con số 58 và thật may mắn khi trúng được một lô. Ngày hôm qua thì trên kênh Chí Thanh Vlog mình ba đài đều trúng được các lô các bạn ạ. Ngày hôm nay ngày 24 tháng 3 thì mình dự đoán tiếp tục cho các bạn tham khảo những con số như sau. Đài Tây Ninh thì mình dự đoán con số 49 và 86. Ba con số thì mình dự đoán con số 564. Đài An Giang thì mình dự đoán con số 21. Và 57. Trong khi đó ba con số thì mình dự đoán con số 344. Đài Bình Thuận thì mình dự đoán con số 12 và con số 21. Ba con số thì mình dự đoán con số 05 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chia sẻ, xem những video trên kênh Chí Thanh Vlog của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Trên kênh Chí Thanh Vlog còn nhiều video hay nói về thế giới động vật. Mong các bạn theo dõi, xem, chia sẻ, like, đăng ký giúp kênh phát triển nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.